Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn thiên phủ can nhâm hóa khoa. Vì lý lẽ và đặc tính của thiên phủ hóa khoa, chúng tôi đã thuật ở mục thiên phủ can canh hóa khoa. Dưới đây chỉ thuật về phản ứng của thiên phủ hóa khoa ở 12 cung. Ngũ khúc thiên phủ đồng độ ở hai cung Tý hoặc Ngọ, thiên phủ hóa khoa, ngũ khúc áp hóa kỵ, còn đồng độ với kình dương hoặc có đà la hội chiếu. Đối cung là thất sát, cung tam hợp là liêm trinh độc tọa và tử vi thiên tướng là tử vi hóa quyền. Thông thường, tổ hợp tinh hệ này không thích hợp tự kinh doanh làm ăn, ngũ khúc hóa kỵ chủ về chi xuất tài chính, thiên phủ hóa khoa chủ về người được người ta tín nhiệm. Do đó, kinh doanh làm ăn thường bị hoàn cảnh khách quan gây ảnh hưởng, biến thành thiếu nợ. Thích hợp làm việc trong ngành tín dụng, ngân hàng hoặc chính giới. Chủ về dễ được thượng cấp đề bạt, có điều không nên ở vị trí cao nhất, nếu không sẽ dễ bị thất bại. Ngoài ra còn thích hợp với những ngành nghề mang tính hung hiểm. Nhưng đối với nữ mệnh, phần nhiều đều bất lợi về hôn nhân, thường ít có lạc thú hồng thèm. Thiên phủ độc tọa hóa khoa ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Đối cung là nghiêm trinh thất sát. Cung tam hợp là thiên tướng và mượn tử vi tham na mà tử vi hóa quyền. Thiên phủ hóa khoa của tinh hệ này cũng chỉ lợi ở địa vị khó, thích hợp với nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp. Trong lúc làm việc dễ tạo ra uy tín mà còn được nhiều trợ lực. Nhưng về phương diện hôn nhân, tinh hệ này cũng có khuyết điểm, nhất là nữ mệnh chủ về dễ xa cách, chia ly với người phụ nữ hoặc người phụ nữ có khiếm khuyết đáng tiếc nên dốc tâm toàn lực vào việc giáo dục con cái. Ở đại vận hoặc lưu liên mà gặp tinh hệ này nên lưu ý cơ hội thăng chức hoặc nguồn tiền tài có sự biến đổi theo hướng tốt. Tử vi thiên phủ đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, thiên phủ hóa khoa thì tử vi áp sẽ hóa quyền, xin tham khảo ở đoạn tử vi hóa quyền. Thiên phủ độc tọa hóa khoa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là vũ khúc thất sát mà vũ khúc hóa kỵ, cung tam hợp là thiên tướng độc tọa và mượn liêm trinh tham nam. Thiên phủ ở cung Mão được gặp độc tồn, tinh hệ này tuy bất lợi về đi xa nhưng liêm trinh thăm nang ở cung Phúc Đức thường thường lại khiến mệnh tạo phải rời xa quê hương. May mà cung Thiên Di có tử vi phá quân, tử vi hóa quyền và thiên phủ hóa khoa tương hội, cho nên sau khi trải qua gian khổ ở xứ người có thể tạo dựng được sự nghiệp và được tin tưởng nên có thể xoay chuyển tiền bạc trong công việc làm ăn để bổ sung vào những lúc cần thiết. Ngoài vị thích hợp với những ngành nghề mang tính hung hiểm, cũng nên tính đến việc kinh doanh ở xa hương. Nếu an phận thủ thường ở lại quê nhà thì thích hợp làm nhân viên cho công ty, làm việc hưởng lương, không nên tự kinh doanh làm ăn. Ở đại vận hoặc lưu liên mà gặp tinh hệ này, không nên mở rộng việc kinh doanh làm ăn. Liên trinh thiên phủ đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thiên phủ hóa khoa, đối cung là thất sát, cung tam hợp là vũ khúc thiên tướng mà vũ khúc hóa kỵ và tử vi độc tọa mà tử vi hóa quyền, cung mệnh gặp sát tinh đồng độ hoặc vây chiếu. Tinh hệ này về sự nghiệp và hôn nhân đều có khuyết điểm. Ở phương diện sự nghiệp, không nên tự sáng lập sự nghiệp, bất lợi nhất là các công việc hay ngành nghề nghiệp có liên quan đến tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng, không được đầu cơ mà thất bại. Nếu làm việc hưởng lương thì cũng không được quản lý tiền bạc. Về phương diện hôn nhân, thường chủ về tái hôn mà cũng dễ ngó đứt mà tơ vương. Ở đại vận hoặc lưu liên mà gặp tinh hệ này, người kinh doanh làm ăn phải đề phòng vấn đề xoay chuyển tiền bạc khó khăn, gặp trắc trở về sự nghiệp. Thiên phủ độc tọa hóa khoa hai cung Tỵ hoặc Hợi có lộc tồn đồng độ hoặc về chiếu.
Đối cung là tử vi thất sát mà tử vi hóa quyền, cung tam hợp là thiên tướng và mượn vũ khúc tham na mà vũ khúc hóa kỵ. Tinh hệ có kết cấu dạng này chủ về đời người khá thuận lợi tại ý, nhưng phần nhiều đều có thanh thế lớn bề ngoài mà bên trong thì chỉ chi ra quá nhiều. May mà có tín dụng chống đỡ vẫn có thể vững bước phát triển sự nghiệp. Khuyết điểm lớn nhất của tinh hệ này là dễ định sai kế hoạch. Đạo su cát tị ông là cần phải kinh doanh thiết thực và sống có tiết chế một cách thích đáng. Ở lưu niên hay đại vận mà gặp tinh hệ này cũng phải lưu ý khuyết điểm đã thật ở trên. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về thiên phủ can quý, can nhâm hóa khoa xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.